Ông trùm Wagner bất ngờ trở về Nga và lấy lại vũ khí. Trùm lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin, người đã ra đi bình an vô sự sau khi tổ chức một cuộc nổi loạn chống lại giới lãnh đạo quân sự của đất nước, đã quay trở lại Saint Petersburg để lấy kho vũ khí bị cơ quan an ninh tịch thu từ ông ta. Theo Daily Beast, người sáng lập tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin được phát hiện hôm thứ Ba, ngày 4 tháng 7, khi đến văn phòng FSB ở Saint Petersburg cùng với đội an ninh của mình, hãng tin địa phương Fontanka đưa tin. Ông chủ Wagner được cho là đã được mời đến thu thập một số vũ khí do các cơ quan an ninh thu giữ sau nỗ lực nổi loạn của Wagner do ông ta cầm đầu. Theo Fontanka, các nhà quan chức Czech đã bàn giao hai khẩu súng trường Saiga, một khẩu súng trường Manitou và một số vũ khí khác. Theo báo cáo, lô hàng này cũng bao gồm một khẩu súng lục Glock do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tặng cho ông Prigozhin. Prigozhin cũng được cho là đã được trả lại 10 tỷ rúp, tức hơn 100 triệu đô la mà cơ quan thực thi pháp luật đã tìm thấy trong một cuộc đột kích vào một trong những chiếc xe của ông ta. Tin tức được đưa ra sau khi Prigozhin phát hành một thông điệp âm thanh mới vào đầu tuần này, hứa hẹn những chiến thắng mới trên tiền tuyến, ngay cả khi Điện Kremlin khẳng định ông và Wagner đã bị trục xuất đến Belarus. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn ngày hôm nay hơn bao giờ hết. Cảm ơn vì điều đó. Tôi muốn bạn hiểu rằng cuộc tuần hành công lý của chúng tôi là nhằm chống lại những kẻ phản bội và huy động xã hội của chúng ta. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được rất nhiều điều đó, Prigozhin cho biết trong thông báo được chia sẻ bởi kênh Telegram Verizon trực thuộc Wagner. Ông chủ Wagner đã tránh được các cáo buộc hình sự trước cuộc nổi loạn ngày 24 tháng 6, mặc dù một số quân nhân Nga đã thiệt mạng khi các chiến binh của ông ta bắn hạ trực thăng quân đội. Tuy nhiên, theo tình báo Anh, cuộc nổi loạn làm trầm trọng thêm những rạn nứt hiện có trong cộng đồng an ninh quốc gia của Nga. Quân đội Nga hiện được cho là đang hy vọng lấp đầy khoảng trống ở tiền tuyến Ukraine do sự ra đi của Wagner bằng cách gửi thêm tù nhân vào quân đội, Chernia, Bloomberg đưa tin.